Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi của Việt Nam tăng mạnh, xấp xỉ 31% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 3,3 tỷ đô la Mỹ. Argentina tiếp tục là thị trường cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất cho Việt Nam, đạt gần 1,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 34,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. 8 tháng qua, nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi từ Mỹ đạt 552 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 67,5% so với cùng kỳ, chiếm 16,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Giá cà phê và hồ tiêu ngày 20 tháng 9 tại thị trường thế giới và trong nước duy trì ổn định ở mức cao. Tuần qua, giá cà phê trong nước tăng mạnh 1.500 đồng một ký. Hiện giao dịch ngày 20 tháng 9 tại các tỉnh Tây Nguyên ổn định quanh mức 40.100 đến 41.000 đồng một ký. Tương tự, giá hồ tiêu ngày 20 tháng 9 tại thị trường trong nước duy trì từ 78.500 đến 80.500 đồng một ký, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, sau ngày 21 tháng 9, thủ đô không chia thành các vùng như trước đây, để quản lý mà chia thành khu vực xuất hiện nguy cơ để phòng chống dịch có hiệu quả. Cụ thể, nơi nguy cơ rất cao có ca F0 sẽ trở thành điểm đỏ, phải áp dụng chỉ thị số 16 thực hiện phong tỏa cách ly y tế. Bên cạnh đó, thành phố sẽ duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ hoạt động để quản lý chặt chẽ người ra và vào thành phố Hà Nội. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối. Theo công văn số 5858 của Bộ Y tế, các địa phương tổ chức mua hàng tại chợ theo quy định một chiều, trong đó chiều vào, chiều ra phải khác nhau. Tổ chức đôn đốc các chợ đánh giá an toàn COVID và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID.vn, tạo điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên tại chợ, tạo mã QR tại điểm kiểm dịch cửa vào chợ và cử người đo thân nhiệt, thu kiểm soát và quản lý thẻ vào chợ.